Wow, hôm nay ăn gì? Hôm nay ăn phở. Hôm nay chúng ta sẽ có món phở nè, tái nạm, bầu viên, gân và có cả xương nữa. Xin mời mọi người. Miếng sa tế tương nè. Một sáng thức dậy á, có nhiều khi mình phải suy nghĩ sáng mai ăn gì, tối nay mình ăn gì, chiều nay ăn gì ta. Cho nên Nhi sẽ làm vlog hôm nay ăn gì để gợi ý cho các bạn, để mỗi khi các bạn nhìn thấy đồ ăn các bạn thấy thèm thì các bạn sẽ biết hôm nay mình sẽ ăn cái gì. Ăn miếng gân nha. Miếng gân bóng bẩy chưa? Chấm tương nữa chứ. Em bò viên. Mọi người thấy khói bốc lên không? Phở nóng hỏi miếng ngon. Khói bốc lên nè. Chấm miếng tương. Xương bò nè. Mềm, ngọt, ngon. Ừ.
Sao trong hôm nay ăn gì? Như xăng phở phở ăn rồi nhầm hủ tiếu và kho bánh canh xèo cuốn bò bía gỏi. Xin lỗi các bạn. Muốn hôm nay ăn gì của Nhi, ăn món nào thì nhớ comment dưới nha. Và đặc biệt đừng quên subscribe kênh YouTube của Nhi. Xấu. Mọi người sẽ luôn theo dõi kênh YouTube của Nhi. Xin lưu miệng luôn.